Mọi người nhầm tưởng rằng hình ảnh phía sau quý vị đây đó là chùa Một Cột. Nhưng không phải quý vị ạ. Đây được gọi là Liên Hoa Đài. Và một thông tin ít người biết tới đó là vào năm 1958, hình ảnh chùa Một Cột được tái hiện tại Sài Gòn với cái tên là Nam Thiên Nhất Trụ do Hòa Thượng Thích Chí Dũng chủ trương xây dựng, nhằm giúp mọi người dân miền Nam được thấy một danh lam của đất Bắc. Qua đó có tác dụng lớn lao trong việc giúp người dân miền Nam luôn hướng về cội nguồn đất Bắc mà nêu cao tinh thần độc lập dân tộc, làm chỗ dựa tinh thần cho họ khi đất nước tạm thời bị chia cắt do đế quốc Mỹ gây ra. Thưa quý vị, có rất nhiều những tranh luận về hiện trạng hiện tại của chùa Một Cột hiện nay, vì các nhà nghiên cứu dựa vào những tư liệu lịch sử nhưng nó có sự mâu thuẫn lẫn nhau và mô hình phục dựng hiện tại chưa thực sự thuyết phục những nhà nghiên cứu chuyên sâu, và còn rất là nhiều điều thú vị quý vị sẽ được sáng tỏ thêm. Để tìm hiểu chi tiết hơn cũng như là tên gọi chi tiết cụ thể, những cái nhầm tưởng mà mọi người hay hiểu, thì Duy mời quý vị và bạn cùng Duy tìm hiểu phía sau video. Trước khi quý vị xem tiếp, quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Cảm ơn quý vị. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc. Chùa Một Cột gắn với nhiều lịch sử oai hùng, nhiều biến cố lịch sử của dân tộc, nhưng nó vẫn trường tồn, được nhân dân và các triều đại trân trọng, gìn giữ, coi nó là biểu tượng của Việt Nam, là sự trường tồn của đất nước. Vào ngày 11 tháng 9 năm 1954, trước khi rút chạy khỏi nước ta, thực dân Pháp đã cho nổ mìn phá hủy chùa Một Cột nhằm xóa đi cội nguồn, biểu tượng và niềm tự hào của người dân Việt, nhằm xóa đi quá khứ, một di sản văn hóa, lịch sử, kiến trúc, tôn giáo của người dân Việt. Nhưng ngay sau khi tiếp quản thủ đô Hà Nội, chính phủ non trẻ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã cho xây dựng lại chùa Một Cột như cũ, và tháng 4 năm 1955 thì công việc hoàn tất, là kiến trúc như ta thấy hiện nay. Từ trước tới nay, người ta vẫn biết đến chùa Một Cột như biểu tượng của đất Thăng Long Hà Nội, ngàn năm văn hiến. Trong mấy chục năm trở lại đây, rất nhiều nhà nghiên cứu đã tiến hành khảo sát, phục dựng cũng như giải mã biểu tượng chùa Một Cột. Tuy nhiên, tiến sĩ Trần Trọng Dương cho rằng khái niệm về chùa Một Cột cần phải thảo luận lại. Theo tiến sĩ Trần Trọng Dương, vào năm 1954, khi giải phóng thủ đô, một nhóm người đã đặt mìn phá hủy chùa. Đến năm 1955, nhà nước ta cho xây dựng lại chùa với hình dáng như hiện nay. Hình dáng hiện có của chùa Một Cột được tiếp thu từ những nghiên cứu phục dựng của người Pháp đầu thế kỷ thứ 20. Như thế, cái chúng ta thấy bây giờ chỉ là những hình ảnh phục dựng rất gần đây. Tiến sĩ Trần Trọng Dương đặt ra nghi vấn, tên gọi chùa Một Cột có đúng không và khái niệm Một Cột có áp dụng được cho kiến trúc này. Vậy, kiến trúc xưa của chùa Một Cột được ghi chép trong sách sử, nó có hình dáng như thế nào? Mời quý vị cùng Duy ngược dòng lịch sử tìm hiểu nhé! Theo sử sách thì chùa Một Cột được xây dựng vào tháng 10 năm Kỷ Sửu, tức năm 1049, dưới triều vua Lý Thái Tông, là một trong những vị vua anh minh, nhân hậu của triều đình nhà Lý. Một triều đại mà Phật giáo đã phát triển rực rỡ, lấy giáo lý, tư tưởng đạo đức Phật giáo để cai trị đất nước, với nhiều danh tăng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và kiến thiết đất nước như Thiền sư Vạn Hạnh là người khuyên Lý Công Uẩn, tức Lý Thái Tổ, rời đô ra Thăng Long để tính kế dài lâu cho đời sau. Và nhờ có Phật giáo, triều Lý đã thực thi hàng loạt chính sách tiến bộ như khoan sức dân, coi trọng sử học, vân vân, đem lại sự thịnh trị cho vương triều suốt 216 năm. Tương truyền, vào năm 1049, Lý Thái Tông nằm mộng thấy Quan Âm ngồi trên đài sen, vua cũng được dắt lên đó. Khi tỉnh giấc, vua đem việc ấy hỏi các quan, có người sợ là điềm không lành. Sư Thiền Tuệ khuyên vua làm chùa, dựng cột đài giữa hồ, làm tòa sen của Phật đặt trên cột, như đã thấy trong mộng.
cho các sư chạy đàn, tụng kinh cầu cho vua sống lâu. Vì thế gọi là chùa Diên Hữu, tức kéo dài cõi phúc. Chùa Một Cột ngày xưa được coi là một chốn linh thiêng, được các vua chúa, quan lại, nhân dân thời Lý và các triều đại phong kiến Việt Nam thường đến đây cầu nguyện cho quốc thái dân an, cho gia đình được hạnh phúc. Chùa Một Cột thời Lý không còn, nhưng qua sử sách ghi chép lại, chúng ta có thể hình dung một phần nào đó ngôi chùa thời Lý với không gian rộng, to lớn hơn nhiều so với hiện nay. Chùa là một tổng thể kiến trúc gồm ngôi chùa và tòa đài xây ở giữa hồ hình vuông. Chùa tên là Diên Hữu và tòa đài có tên là Liên Hòa. Đài này lâu nay gọi là chùa Một Cột. Liên Hòa Đài được làm giữa hồ hình vuông Linh Triều, có lan can. Hồ này trong lần trùng tu năm 1105 mới đào. Có ao bích trì, vây tròn và bốn cây cầu vồng. Hai bên tả hữu có hai ngọn tháp được gọi là tháp Lưu Ly. Ngoài ra, còn có chuông Quy Điền được coi là một trong An Nam tứ khí của Việt Nam nằm giữa vườn Tây Cấm Hòa Lệ. Trên tấm bia tháp Diên Linh ở Chùa Đọi thuộc Duy Tiên Hà Nam, soạn năm 1121 đã mô tả Chùa Một Cột, qua đó có thể hình dung được tổng thể ngôi chùa, trước hết là môi trường, ngoại cảnh gắn với việc chọn đất theo thuyết phong thủy và quy mô Liên Hoa Đài, tức chùa Một Cột, thời Lý to hơn ngày nay nhiều. Trích đoạn: đào hồ Linh Triều, giữa hồ vọt lên một cột đá, đỉnh cột nở đóa hoa sen nghìn cánh, trên dựng tòa điện màu xanh, trong điện đặt pho tượng Quan Âm. Vòng quanh hồ là dãy hành lang, lại đào ao bích trì, mỗi bên đều bắc cầu vồng để đi qua. Phía sân trước cầu, hai bên tả hữu xây tháp Lưu Ly. Tuy vậy, cũng có nhiều ý kiến khác nhau về lịch sử chùa Một Cột. Như tại tấm bia ở chùa do Hòa Thượng Lê Tất Đạt ghi năm cảnh trị thứ 3 năm 1665, lại khác là năm đầu tiên hiệu Hàm Thông Đời Đường, Cao Biền đến nước ta, dựng một cột đá ở giữa hồ, trên cột xây một tòa lầu ngọc, trong đó đặt tượng Phật Quan Âm để thờ cúng. Khi đất trung đúc anh linh câu di được nấy, đến khi triều Lý xây dựng kinh đô ở đây cũng noi theo dấu cũ, ngày càng sùng kính nên càng linh thiêng. Khi Lý Thánh Tông chưa có hoàng tử thường đến đó cầu nguyện, một đêm vua nằm mộng thấy Phật Quan Âm mời lên trên lầu, ôm một đứa trẻ đặt vào lòng vua. Tháng đó hoàng hậu có mang hoàng tử, vua bèn sửa thêm ngôi chùa Diên Hữu ở bên phải chùa Một Cột để mở rộng việc thờ cúng, làm sáng rõ sự tôn sùng. Các điều ghi trong tấm bia này có chỗ khác với thuyết ghi trong chính sử như việc Cao Biền cho xây chùa Một Cột. Trong khi đó, chính sử chép rằng việc vua Lý Thái Tông nằm mộng thấy Phật Quan Âm mới dẫn đến việc xây dựng chùa. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, qua năm tháng chùa không còn giữ được vẻ nguyên vẹn như xưa. Chính ngôi chùa cũ cũng đã không còn, vì chùa đã được trùng tu nhiều lần và mỗi lần đều có thay đổi chút ít. Như ao bích trì, cầu vồng và hai bảo tháp, tức tháp Lưu Ly không còn. Các con chim gắn ở trên mái cũng đã được thay thế bằng những con rồng. Vườn hoa Tây Cấm Hoa Lệ không còn hoa viên thoáng đãng, rộng lớn như xưa, mà chỉ còn không gian bé nhỏ nằm giữa hai kiến trúc hiện đại và cổ đại. Tuy vậy, về hình dáng chùa Một Cột ngày nay vẫn giữ được những nét xưa. Chùa hình vuông, mỗi chiều dài 3 mét hơn, mái cong dựng trên một cột đá hình trụ cao 4 mét, chưa kể phần chìm trong nước, đường kính rộng 1,2 mét. Cột đá gồm hai phiến trụ được gắn rất khéo nên toàn nhìn thì cứ tưởng là một khối liền. Tầng trên đầu của trụ đá là hệ thống những thanh gỗ tạo thành bộ khung sườn kiên cố, đỡ lấy một bộ khung gỗ của chùa, làm như một đóa hoa sen vươn thẳng lên khu hồ nhỏ hình vuông. Có xây lan can bằng gạch bao quanh, trong hồ trồng sen. Trên nóc chùa có lưỡng long trầu nguyệt, càng tôn vẻ linh nghiệm của ngôi chùa. Các đầu đao của chùa ở các góc mái, bên cạnh các góc đầu đao là các con rồng. Từ bờ ngoài có cầu thang bằng gạch dẫn lên Phật đài.
trên cửa Phật đài có tấm biển đề chữ Liên Hoa Đài, tức Đài Hoa Sen, ngụ ý nhắc lại sự tích xây dựng chùa thuở trước. Trong Phật đài vẫn thờ Phật Bà Quan Âm. Trước chùa là một sân nhỏ, qua sân nhỏ là chùa Diên Hiệu, gồm có chùa chính, nhà tổ, nhà tăng. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, chùa Diên Hiệu đã được trùng tu lại nhiều lần. Những đồ vật cổ hầu như đã bị thất lạc trong chiến tranh. Hiện nay trong chùa còn chiếc khánh đồng niên hiệu Đại Thanh Cả Long niên tạo. Chiếc chuông đồng được đúc thời nhà Nguyễn treo trên cổng chính của chùa. Và ba tấm bia ghi công đức xây dựng. Gần 40 pho tượng và rất nhiều đại tự, câu đối, cửa võng. Vào ngày 8 tháng 4 âm lịch hàng năm, nhà chùa tổ chức lễ tắm Phật cũng là kỷ niệm khánh đạt của Đức Quan Âm. Vào ngày này, nhà sư và nhân dân khắp nơi đến chùa để tụng kinh cầu an. Sau lễ tắm Phật là lễ phóng sinh. Nhà chùa thường thả cá vào hồ hoặc thả chim bay lên trời cao để thể hiện sự từ bi hy xả của nhà Phật. Nghĩa là đem tâm từ bi đến cho muôn vạn loài, cầu mong tất cả đều thoát khỏi ngục tù tăm tối lầm than, mong cho an lành, hạnh phúc, hòa bình tự do trên trái đất. Chùa Một Cột là một trong những ngôi chùa nổi tiếng và được nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử Việt Nam cũng như trong giới nghiên cứu trong và ngoài nước. Vào ngày 28 tháng 4 năm 1962, Chùa Một Cột được Bộ Văn hóa và Thông tin, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xếp hạng di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia đợt đầu tiên. Vào ngày 4 tháng 5 năm 2006, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác lập chùa là kỷ lục Việt Nam và đề cử đến Tổ chức Kỷ lục Châu Á sau thời gian thẩm định để xác lập. Vào ngày 10 tháng 10 năm 2012, tại Faridabad, Ấn Độ, Tổ chức Kỷ lục Châu Á đã xác lập Kỷ lục Châu Á, ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất cho chùa Một Cột. Không những thế, hiện nay, chùa Một Cột vẫn được coi là một trong những ngôi chùa linh thiêng được nhân dân sùng kính, là biểu tượng cho người Việt Nam xa quê hương, xa tổ quốc khi ở đất khách quê người mà lòng luôn hướng về đất mẹ Việt Nam. Chùa Một Cột được coi là một điểm du lịch tâm linh của thủ đô Hà Nội nói riêng, của Việt Nam nói chung. Mà không những người Việt Nam mà cả du khách nước ngoài đều biết đến, không dễ gì họ bỏ qua khi đến Việt Nam. Bởi nó là biểu hiện cho cội nguồn, sự trường tồn của Việt Nam nói chung và của thủ đô Hà Nội nói riêng. Nó luôn giữ một giá trị văn hóa lịch sử, tôn giáo của mình. Ngày nay, khi Phật giáo Việt Nam được thống nhất, chùa Một Cột là một trong những ngôi chùa nằm trong giáo hội Phật giáo Việt Nam. Du khách càng đến nhiều thì càng khẳng định sự trường tồn của nó, cũng là sự khẳng định sự trường tồn, sự hưng thịnh của Phật giáo Việt Nam. Xét ở một khía cạnh nào đó, chùa Một Cột còn là chỗ dựa tinh thần cho nhân dân miền Nam. Nên trước ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975, chùa Một Cột được tái hiện tại Sài Gòn vào năm 1958 qua ngôi chùa với cái tên là Nam Thiên Nhất Trụ do Hòa Thượng Thích Chí Dũng chủ trương xây dựng nhằm giúp mọi người dân miền Nam được thấy một danh lam của đất Bắc, thấy được sự độc lập của dân tộc. Có đó có tác dụng lớn lao trong việc giúp người dân miền Nam luôn hướng về cội nguồn đất Bắc mà nêu cao tinh thần độc lập dân tộc, làm chỗ dựa tinh thần cho họ khi đất nước tạm thời bị chia cắt do đế quốc Mỹ gây ra, để từ đó tích cực trong phong trào đấu tranh chống Mỹ, Ngụy, giải phóng đất nước, xây dựng một đất nước hòa bình, độc lập, ấm no, hạnh phúc. Trong lịch sử nước ta có hai ngôi chùa Một Cột, đó là
Nhất Trụ Tự ở Hoa Lư, Ninh Bình và Chùa Một Cột ở Hà Nội. Một cột đem lại hai suy nghĩ khác nhau. Ngôi chùa được xây trên một cột hay trong chùa có một cột? Theo giáo sư Hà Văn Tấn, chùa ở Hoa Lư sở dĩ có tên Nhất Trụ Tự bởi trong chùa có một cột kinh bằng đá do vua Lê Hoàn dựng. Chùa Một Cột ở Hà Nội là kiểu kiến trúc có điện ở trên. Trong thờ Phật và toàn bộ kiến trúc này được dựng trên một cột. Điều đó giải thích rằng tên chùa Một Cột chỉ là cách gọi nôm na của dân gian. Với quan điểm khi nghiên cứu về bất kỳ vấn đề văn hóa nào trong lịch sử cũng cần định hướng, tìm được khái niệm do chính chủ thể văn hóa đặt tên và đặt vào bối cảnh lịch sử, văn hóa của nó. Qua các tư liệu, sử liệu, bia ký, tiến sĩ Trần Trọng Dương khẳng định, kiến trúc một cột có tên là Liên Hoa Đài. Về mặt ý nghĩa, biểu tượng của Liên Hoa Đài từ trước đến nay có khá nhiều cách lý giải khác nhau như biểu tượng của văn hóa phồn thực, kiến trúc dạng tháp hay biểu tượng kinh tràng của Phật giáo Mật Tông, v.v. Tuy nhiên, tiến sĩ Trần Trọng Dương cho rằng hoa sen là biểu tượng của Phật giáo mà kiến trúc một cột trên có điện thờ Phật là mô hình của một bông sen mỹ thuật khổng lồ. Đây chính là biểu tượng vĩ đại của hoa sen đặt trong bối cảnh văn hóa Phật giáo. Như vậy, qua các cứ liệu lịch sử có thể thấy, kiến trúc Liên Hoa Đài đang hiện hữu không phải là chùa. Điều này đồng thời cũng xóa đi sự hiểu nhầm rằng chùa Một Cột và chùa Diên Hiệu là hai đơn vị kiến trúc khác nhau, mà thực ra kiến trúc Một Cột nằm trong tổng thể của kiến trúc chùa Diên Hiệu. Nhà nghiên cứu Lê Văn Cường thuộc Viện Mỹ thuật Việt Nam lý giải thêm, xưa nay kiến trúc chùa bao giờ cũng gồm tam tòa chứ không thể có một đài Liên Hoa Đài mà thành chùa được. Và như thế, giả thiết về kiến trúc chùa Một Cột nằm trong tổng thể kiến trúc chùa Diên Hiệu là hoàn toàn chấp nhận được. Đặc biệt qua nghiên cứu văn bia chùa Đọi, văn bia cổ cùng thời vua Lý Nhân Tông cho xây dựng Liên Hoa Đài, cho thấy nơi đây từng là một quần thể kiến trúc rộng lớn, nhiều tầng lớp. Trong đó, kiến trúc Liên Hoa Đài là trung tâm của đàn tràng. Đàn tràng theo tiếng Phạn là Mandala, là nơi diễn ra các nghi lễ, cúng, giảng Phật giáo, đặc biệt là của Phật giáo Mật Tông. Ngoài ra, Mandala cũng là một loại đồ hình của kiến trúc thời cổ, biểu hiện của tư duy Phật giáo về thế giới, đặt trong một không gian ba chiều, áp dụng cho việc xây dựng các cung điện, chùa, tháp. Qua đó có thể nhận định rằng Liên Hoa Đài ở chùa Diên Hiệu thời Lý là một dạng kiến trúc mô phỏng thế giới quan Phật giáo. Liên Hoa Đài có thể coi như biểu tượng về mặt kiến trúc của một đóa hoa sen nghệ thuật khổng lồ. Trong đó đài sen tượng trưng cho núi Tu Di, các vòng ao tương ứng với Cửu Sơn, Bát Hải tượng trưng cho một thế giới an lạc. Dẫu giả thuyết mới về kiến trúc một cột của chùa Diên Hiệu nhận được nhiều ý kiến đồng tình, nhưng để làm sáng tỏ, đem lại những nhận định mới về mỹ thuật, kiến trúc cũng như văn hóa, lịch sử thời Lý, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng vấn đề này cần được tiếp tục nghiên cứu, thảo luận dựa trên những cứ liệu lịch sử. Khi quý vị chiêm ngưỡng ngôi chùa Một Cột từ vị trí, môi trường, cảnh quan đến kiến trúc, ta cảm nhận được vẻ đẹp của chùa Một Cột với những ước mơ khi về Hà Nội. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa đường cong, đường thẳng, hình tròn, hình vuông, tất cả theo một quy luật vừa hài hòa, vừa thống nhất, vừa có sự biến hóa, tất cả tạo cho cảnh chùa thanh tao, màn mác, u huyền. Ở đó, con người như được tẩy trần để gần gũi với giáo pháp. Bởi vậy, từ xưa cho đến nay đã có rất nhiều danh nhân đã đến đây thưởng ngoạn và chiêm ngưỡng giá trị của nó. Thiền sư Huyền Quang, đệ tam tổ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, một vị thiền sư nổi tiếng thời Trần, sau một lần đến thăm chùa Một Cột cũng phải thốt lên bằng một bài thơ với tựa đề Diên Hiệu Tự, được giáo sư Huệ Chi dịch như sau. Chùa Diên Hiệu, đêm thu chùa thoảng tiếng chuông tàn, phong đỏ trăng ngời sóng nguyệt lan, in ngược hình chim gương nước lạnh, sấm đôi bóng tháp ngón tiên hàn, muôn duyên chẳng vướng xa trần tục, một mảy nào lo rộng nhãn quan, thấu hiểu thị phi đều thế cả, dầu ma dầu Phật trốn nào hơn. Vào ngày 14 tháng 3 năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa Tổng thống Ấn Độ Prasad đến thăm chùa Một Cột. Sự kiện đó càng khẳng định rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với chùa Một Cột nói riêng và Phật giáo nói chung. Qua đó, ta như thấy ẩn ý của Bác nhằm giới thiệu với đất nước Ấn Độ nói riêng, với thế giới nói chung về nền văn hóa Việt Nam, về lịch sử Việt Nam, về tinh thần Việt Nam, dân tộc anh hùng luôn tự đứng vững và vươn lên bằng trí tuệ của mình. Cũng thật ngẫu nhiên, chùa Một Cột hiện nay lại nằm trong khu quần thể lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Du khách khi đến thăm sẽ đến thăm lăng Bác trước,
rồi đi đến thăm nhà sàn nơi Bác làm việc và đi đến chùa Một Cột, đến bảo tàng Hồ Chí Minh. Phải chăng tâm nguyện của Bác Hồ là luôn được nghe tiếng chuông chùa mỗi ngày? Phải chăng tâm nguyện của Bác là để mọi người được chiêm ngưỡng ngôi chùa trong quần thể kiến trúc hiện đại và cổ đại, từ đó thấy được sự phát triển đi lên hàng ngày của đất nước trên nền tảng giá trị lịch sử của cội nguồn? Chùa Một Cột thì nằm ở trong cái quần thể của khu di tích, đó là Bảo tàng Hồ Chí Minh cũng như là Lăng Bác. Nếu quý vị tới với chùa Một Cột thì chúng ta vào số 16 của phố Ngọc Hà, sau đó thì làm các cái thủ tục kiểm tra an ninh này. Thời gian mở cửa từ 7 giờ sáng tới 18 giờ và khi chúng ta bước qua cổng đây, đi qua khu vực chùa Diên Hiệu rồi qua nhà mẫu thì chúng ta sẽ tới chùa Một Cột. Sự nổi tiếng của chùa Một Cột không những ở trong nước mà qua giá trị kiến trúc độc đáo của chùa Một Cột có 102 trên thế giới, được cả thế giới biết đến. Người Việt Nam xa quê hương lấy đó là biểu tượng văn hóa, cội nguồn của mình, của dân tộc. Mặc dù trên thế giới có nhiều tuyệt tác, điêu khắc, nghệ thuật chùa, chiền nổi tiếng như tượng Phật to lớn ở Afghanistan, ở Trung Quốc, tuyệt tác bằng đồng, mỗi cánh chạm khắc một vị Phật khép mở tùy ý tại bảo tàng New Delhi, Ấn Độ. Hay ở Ba Lan, trong vườn hoa của Viện Bảo tàng Á Châu và Thái Bình Dương tại thành phố Solet Vác-Xa-Va, có dự định sẽ xây dựng một mô hình chùa Một Cột bằng nửa ngôi chùa ở Hà Nội. Và mới đây tại Trung Quốc đã xây dựng các cảnh quan nổi tiếng trên thế giới theo mô hình thu nhỏ như Tháp Eiffel, Pháp, Tháp Nghiêng Pisa ở Ý, Tượng Nữ Thần Tự Do Mỹ, Kim Tự Tháp Ai Cập, Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, vườn treo Babylon. Nhưng điểm đặc biệt ở đây là lại có cả mô hình chùa Một Cột của Việt Nam cũng được dựng cùng ở đây. Như vậy, có thể cho thấy kiến trúc chùa Một Cột đã được nước ngoài coi trọng sánh ngang với các danh lam thắng cảnh nổi tiếng thế giới. Những điều này càng cho ta thấy giá trị đặc biệt về kiến trúc của ngôi chùa cổ mang đậm dấu ấn của Việt Nam đã có từ gần 10 thế kỷ này. Đó là niềm vinh quang của kiến trúc Việt Nam và chúng ta cũng phải cảm ơn vị vua anh minh Lý Thái Tông, thiên sư Thiền Tuệ và những người thợ tài hoa vô danh làm nên một công trình nghệ thuật độc nhất vô nhị trong làng Phật giáo thế giới đã làm rạng danh nền kiến trúc Việt Nam. Di tích chùa Một Cột, một kiến trúc điêu khắc độc đáo, vừa mang giá trị nhân văn, mang tính tôn giáo với ý nghĩa lịch sử, là niềm kiêu hãnh, tự hào, biểu tượng văn hóa, cội nguồn của người dân Việt Nam ở trong nước cũng như ngoài nước. Nó đã đi vào tâm thức của người Việt Nam gần chục thế kỷ qua, mãi trường tồn cùng với người dân Việt Nam nói chung và người dân thủ đô Hà Nội nói riêng. Nó có thể coi là biểu tượng cho thủ đô Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sắp tới. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc.